bạn. Thì hôm nay thì mình xin chia sẻ về cái chủ đề là chỉnh sửa video trước khi xuất bản video lên YouTube. Thì cái kênh mình hiện tại thì có cái video này thì đang chế độ riêng tư, chưa có xuất bản lên YouTube. Thì mình sẽ chia sẻ cái cách chỉnh sửa cái video từ A tới Z luôn. Khi mình xuất bản lên cái YouTube. Thì cái phần tiêu đề thì mình ở đây thì cái tiêu đề của mình, tại vì mình phần tiêu đề thì mình không nói nhiều, nhưng mà tiêu đề thì làm sao phải cho nó có ấn tượng. Thì cái phần tiêu đề này thì mình cũng không ưng ý lắm, nhưng mình vẫn vấn đề vậy ha. Rồi thứ hai là mình sẽ nói về cái phần mô tả. Rồi phần thứ ba mình nói về thẻ kinh. Rồi thêm cái ảnh đại diện, cái ảnh thu nhỏ cho video. Mình thêm cái màn hình kết thúc. Thêm cái thẻ liên kết. Thêm vào cái danh sách phát và thêm nhạc cho cái video của mình. Thì rồi cái phần tiêu đề thì mình chỉ nói sao các bạn đặt tiêu đề cho gây ấn tượng thôi, người dùng thì dễ tìm kiếm thôi. Cái thứ hai là cái phần mô tả. Cái phần mô tả thì thường mô tả thì các bạn phải ghi nó có cái phần tiêu đề trong phần mô tả, tại vì nó có cái điểm sale là cái điểm lặp lại cái tiêu đề đó các bạn. Và một cái trong cái phần mô tả thì nó có cái trường hợp này nè các bạn. Như các bạn giả sử như cái đây nè, nó có cái trường hợp là dưới những cái video mà các bạn xem nó có cái chữ là như chữ trước dấu thăng nè các bạn. Đó, thì mình nên đặt như vậy để cho nó tăng cái điểm SEO cho cái video của mình, và cái người dùng thì ta dễ tìm kiếm được cái video của mình. Thì cái phần mô tả thì thường như mình hay đặt cái phần mô tả đó, thì cách thực hiện đó thì dán vào đây hơn các bạn. Phần mô tả thì thường cái thẻ này mình nên để cái tên của kênh YouTube của mình. Và cái phần thứ hai là cái này là những cái từ khóa ở trong cái tiêu đề của mình. Cái này cà phê đi, buồn này, này buồn này, cà phê buồn này đặt thì có dấu cũng được nha các bạn. Rồi cái phần thứ hai mình muốn nói với các bạn là nên đưa cái địa chỉ của cái kênh YouTube mình vào cái phần mô tả, và đưa cái địa chỉ Facebook vào cái phần mô tả này các bạn. Cũng như ở dưới video này mà khi mà người dùng xem á, thì người ta có thể nhấp vào đây cái thì nó sẽ ra cái trang kênh của mình, thì người ta có thể là đăng ký luôn. Đó. Này các bạn thấy không? Nhấp cái nó ra cái trang kênh mà vẫn 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 còn ở cái video này. Giả sử như đây liên kết tới cái Facebook thì cũng nhấp về cái màn hình thu nhỏ cho cái video của mình. Thì cái màn hình thu nhỏ thì cách thêm cái hình thu nhỏ thì các bạn nhấp vào đây hen các bạn. Cái hình thu nhỏ này thì các bạn nên đặt cái tên của hình á, thì nó nên cái tên hình nó giống với cái tên của tiêu đề, để tăng cái điểm SEO cho cái video mình, người dùng thì nó cũng có dễ dàng tìm kiếm được. Thì đây giả sử như mình có một cái buồng theo dõi giọt cà phê rơi ha. Tạo cái hình thu nhỏ cho cái đó. Hình thu nhỏ mặc định nó có ba cái hình thu nhỏ này, mình thêm cái hình thu nhỏ sao gây ấn tượng ha. Cái này cũng rất quan trọng nha các bạn. Khi mà người dùng mà tìm thấy cái tìm kiếm để xem cái video đó, thì người ta thường thấy cái nào bắt mắt, đẹp mắt thì người ta xem.
Rồi cái phần tiếp theo là mình cái phần thẻ thẻ kênh, thì cái thẻ kênh thì đầu tiên là các bạn nên là đánh là cái tên kênh YouTube của mình, và những cái từ khác thì nó có cái điểm sale hiện lên là các bạn, những cái từ khác là những cái từ trong cái tiêu đề của mình. Thì trên ngồi buồn thì buồn, cà phê thì thường cà phê, cà phê là từ khóa chắc cũng nhiều người xem, nhiều người dọc cà phê. Thì theo mình thì cái từ khóa này thì các bạn nên đặt từ khoảng là 5 đến 6, 6 cái thì nó tốt tốt cho cái video của mình. Rồi. Rồi cái phần nữa là cái phần màn hình kết thúc nè các bạn. Màn hình kết thúc ở đây thì cũng có nhiều bạn hỏi cái màn hình kết thúc này nó thực hiện bằng cách nào. Thì để các bạn xem cái màn hình kết thúc á, thì nó màn hình kết thúc là cái chỗ này là khi mà người ta xem hết cái video á các bạn, thì nó sẽ hiện lên những cái video tiếp theo. Hiện đây thì đó là cái màn hình kết thúc. Thì mình chỉnh sửa đó, mình muốn thêm màn hình kết thúc thì các bạn vô ngay chỗ này ha, thêm cái màn hình. Đó, nó sẽ nhảy ra một cái tab mới. Này thì ở điểm đây là ở vị trí hiện cái thời gian mà hiện cái màn hình kết thúc ở như đây là 4 phút 59 giây là nó sẽ hiện cái màn hình kết thúc ra. Thì mình chỉ việc mình vô đây mình chọn thêm yếu tố rồi mình chọn tạo các bạn. Ở đây thì mình sẽ chọn lên cái nó có nhiều cái thuộc tính chọn như tải, mình chọn đây thì lúc mà nó sẽ hiện lên cái video mà mình tải lên sau cùng nhất, chọn thử. Rồi mình tạo tiếp. Cái đây là mình chọn đây phù hợp với, nhất với người xem, thì người xem mà ta thường xem cái chủ đề gì thì mình chọn cái này, thì nó sẽ lọc những cái video ở trong cái kênh của mình thì sẽ nó sẽ hiện lên cho người xem coi. Hoặc là mình có thể chọn cái phần này nè các bạn, mình chọn luôn cả cái video nào mà mình muốn cho người xem coi luôn. Chẳng hạn như đây là mình muốn cà phê, thật sự mình chọn cái video này đi. Khi mà ta xem kết thúc thì nó sẽ hiển thị lên cái video này. Em chọn rồi. Đó, ở đây. Nó hiện thẳng cái video này lên đây luôn. Và có một cái thêm một cái yếu tố là yếu tố đăng ký nè các bạn, chỉ thêm yếu tố tạo luôn thì nó sẽ hiện thị cái kênh của mình lên, cái ảnh của kênh của mình lên đây luôn. Thì thường thì một cái video thì nó cho mình hiện được bốn cái ba cái video và một cái ảnh, có thể bốn cái video cũng được ảnh là gì. Khi mà mình chọn xong mình nhấn lưu nha các bạn. Rồi, đã lưu tất cả các thay đổi. Rồi mình nhấn trả về cái chỗ chỉnh sửa video nè các bạn. Là màn hình kết thúc đã có rồi. Rồi mình tiếp tục thêm cái thẻ này. Cái thẻ này là cái thẻ nó hiển thị sao? Cái thẻ này á là nó hiển thị ở chỗ này nè các bạn. Nè, khi mà cũng như người dùng xem tới xem bất cứ ở chỗ nào trong cái video của mình thì nó có một cái phần nó hiển thị, lâu lâu nó hiển thị ra cái này nè. Mấy cái này đó là những cái thẻ. Các bạn nó có đây, thường lâu lâu nó hiện cái tên video lên chỗ này nè. Đó, mình cũng định thời gian thôi. Đó, này là những cái thẻ đó các bạn. Thì cách thực hiện của nó thì thực hiện như sau nè các bạn. Nhấp vào đây hen các bạn. Nhập hạ. Rồi cái phần thẻ này á, thì mình thì chọn cái thời gian nha các bạn. Nó sẽ như giờ đây là khi mà người dùng xem được 35 giây ở chỗ này thì sẽ xuất hiện một cái coi như một cái tên của cái
video mà mình muốn nó hiển thị. Nó sẽ như đây ha. Đó. Tạo là có ở phút 35 giây là hiển thị cái tên rồi. Và tiếp tục mình chọn thêm một cái nữa là ở ở 1 phút 19 chỗ này là 1 phút 51 giây. Thêm một cái hiện một cái nữa. Cái này đây cập nhật. Và thêm một cái nữa. Cái này thì cho phép mình thêm tối đa là được 5 cái video hẹn các bạn. Nè, số lượng là mình đã thêm 3 tới 5 này. Tiếp luôn nữa luôn, thêm tiếp luôn. Sử như này đây. Này thì mình định thời gian này, mình cũng có lúc mình chỉnh sửa được không nha các bạn. Nè cái bút nè, mình chỉnh sửa lại thì mình chỉnh sửa, mình thay đổi cái chỉnh sửa cho phép mình thay đổi cái video khác. Rồi chỉnh xong thì cái này thì mặc định là YouTube mình không cần lưu các bạn, khi mình add vào đây thì nó đã dính lên tại thời điểm đó sẽ xuất hiện cái này thôi. Rồi mình quay trở lại kênh chỗ chỉnh sửa video rồi thẻ. Rồi cái phần danh sách phát nè các bạn. Danh sách phát. Danh sách phát thì mình nên kênh của mình nên tạo ra cỡ khoảng nó cũng nhiều cái danh sách phát nha các bạn. Thì mình cái video nào mình thường nhóm vô một cái nhóm của nó cùng chủ đề chẳng hạn. Thì mình khi mà mình chọn ra xong mình giả sử như này, mình bỏ vô cái nhóm mà giải trí nha các bạn. Có thể một video mình bỏ vô nhiều nhóm cũng được, sự giải trí là kỷ niệm chẳng hạn, thì xong. Hiện tại mình bỏ vô hai danh sách phát các bạn. Rồi khi chỉnh sửa xong như vậy thì mình nhấn lưu lại trước đi các bạn, lưu lại để giữ lại cái những cái thay đổi của mình trước. Ở đây là mình chưa có xuất bản ha. Đang ở trạng thái riêng tư ha. Chừng nào mình công khai thì mới lại xuất bản đó các bạn. Rồi cái video này của mình thì mình muốn thêm nhạc vào. Thì thêm nhạc vào đây á. Tại video của mình, cái video này thì mình quay nó chắc nó cũng không có nhạc, không có lời nói gì hết. Ngồi buồn mà xem giọt cà phê rơi thôi. Nên là mình không có nói gì hết trên cái video này, nên giờ mình cần phải thêm nhạc vào. Thì cách thêm nhạc vào cái video thì thực hiện như sau. Thì các bạn vào cái mục trình chỉnh sửa nè các bạn. Trình chỉnh sửa. Rồi các bạn kéo xuống cái phần cái nốt nhạc này các bạn. Rồi nhấn vào. Nhấp vô cái âm thanh các bạn. Rồi thì cái này các bạn coi cái video của mình, cái thời lượng nó bao lâu, ở đây của mình là 5 phút 18 giây. Thì mình sẽ tìm cái nhạc ở dưới sao cho nó có cái độ dài cũng nó cũng khoảng vậy, cho nó phù hợp với cái video của mình. Thì đây này nó cũng có nhiều. Rồi các bạn muốn cái nhạc nào thì mình có thể là nghe trước cũng được nè các bạn. Giả sử như nhạc này ha. Mình nhấp vào đây mình nghe trước. Mình có thể nghe trước được các bạn. Và mình có thể là lọc được cái theo cái thời gian nè các bạn. Này mình chọn tất cả các bạn nhạc ha. Qua trạng thái này giả sử như nó cũng có nhiều trạng thái, như mình chọn cái trạng thái thái mình phù hợp với cái video của mình. Ở đây là trạng thái buồn, mình chọn trạng thái buồn. Và cái thời lượng video của mình thì mình nên lọc là trên 5 phút. Thời lượng video cao điển nhạc. Đó, giả sử như mình thêm lần này vào đây các bạn. Rồi, giả sử như này tải nghe được mà do
do mình đang quay thì nên mình không có sử dụng cái âm thanh của cái kẹt, nên các bạn không có nghe được ở trong cái kẹt cái máy mình hát ra, chứ các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ hát được. Và nhấp vào đây mình thấy hay thì mình chọn thêm vào cái video, thì mình nhấn thêm vào, thì lúc này thêm mình có thể xóa ra khỏi ha. Thì đó hồi mình chọn khác đó, đây nó có cái nhạc. Và nhạc thì khi mình thêm và mình lưu á thì nó sẽ lưu lại được cái bản nhạc này. Và cái bản nhạc này mình cũng thể kéo tới kéo lui cũng được nữa các bạn. Và nó có cái độ độ bão hòa của âm thanh nè. Nếu mà mình chọn ưu tiên nhạc, cái nốt này nè, chọn ưu tiên nhạc thì coi như là nhạc nó sẽ nghe hết nhạc. Cái file gốc của mình thì cái âm nhạc, cái âm thanh trong file gốc của mình thì nó như nó không nghe được. Còn mình có thể để cân bằng giữa hai cái, thì cái nhạc thì nó cũng hơi nhỏ nhỏ, âm thanh nó cũng hơi nhỏ nhỏ đó. Còn nếu mà ưu tiên về âm thanh gốc thì lúc này nhạc nó rất là nhỏ các bạn. Thế này mình không cần, nên mình để chế độ ưu tiên nhạc luôn. Phía đây thì mình nhấn cái nút lưu thôi các bạn. Lưu thì nó sẽ lưu cái bản nhạc này vào. Rồi mình lưu luôn ha các bạn, để các bạn xem luôn. Trong quá trình xử lý thì luôn. Rồi, mình chờ một chút, nó tự động nó sẽ đẩy ra một cái trang khác cho các bạn. Dạ, các bạn chờ tí ha. Đó. Như vậy khi mà đẩy qua một cái trang khác thì cái phần thêm nhạc của mình là thành công rồi đó các bạn. Rồi, thì trong cái thời gian mà YouTube nó xử lý thì cũng mất khoảng 15-20 phút thì cái phần thêm nhạc này nó mới mới thực hiện xong. Thì mình cứ để vậy à, tự động xong rồi nghe nghe được nhạc. Còn không xong thì mình vẫn nghe được cái âm thanh gốc bình thường đó mà. Rồi, như này. Rồi khi mình chỉnh sửa bao nhiêu đó thì lúc giờ mình sẽ chuyến này mình sẽ xuất bản cái video của mình ra, như vậy coi như là thành công. Đây là ảnh đại diện, ảnh đại diện, tiêu đề và đủ các cái nội dung như màn hình kết thúc, thẻ, danh sách phát, rồi nên có cái phần nâng cao nữa mà. Nâng cao thì trong cái phần này á, thì mình có thể là chỉnh sửa như cái danh mục của này thì cái video của mình là thuộc loại nhóm nhạc hay là thể thao hay là du lịch hay là trò chơi hay là mọi người vlog hay giải trí. Thế này đó là cái để cho thằng YouTube nó đưa cái nhóm video của mình vào cái lĩnh vực cái nhóm đó lúc mà tìm kiếm nó mà. Thì mình cũng có thay đổi phần lượng này được. Rồi, khi mà chỉnh sửa xong nhiêu đó thì mình xuất bản video các bạn. Rồi, xuất bản thì chỉnh xong rồi mình xuất bản thôi các bạn, công khai. Rồi, xong. Xong là lúc giờ là xong là nhấn lưu. Lưu là lúc đó cái coi như là mình đã chỉnh sửa video trước khi xuất bản cái video của mình lên YouTube cho các bạn bè cùng cùng xem. Thì cái phần chia sẻ của mình thì đến đây chắc xin tạm dừng. Thì cái phần chia sẻ của mình chắc cũng rất là nhiều bạn rất rành về cái phần này và có thể rành hơn mình rất là nhiều. Thì nếu các bạn có cái phần nào muốn chia sẻ thêm thì rất mong các bạn để lại cái nhận xét để mình có thể biết thêm. Và các bạn xem video này cũng có thể xem được cái những cái chia sẻ của các bạn. Thì cuối cùng thì mình kính chúc tất cả các bạn.